Hôm nay là lễ 30 tháng 4 rồi các bạn. Mình đi chơi công viên của Sa Đéc là công viên Bắc Hồ. Mình quay lại thấy một vài cảnh đẹp, mình quay lại để các bạn xem nha. Đây là cái đài phun nước phía sau lưng của Bắc Hồ. Dưới hồ nước có 2, 4, 6, 8, 9 con rồng nó phun nước các bạn. Đây là một cái đầu rồng bằng đá. Bên kia là sân chơi thiếu nhi. Đẹp quá, chích đẹp luôn. Mình mới nói có 9 con rồng phun vào cái vòi, cái hoa sen ở giữa, đài sen. Rồng có đèn chớp. Đây cũng là đài phun nước tiếp theo các bạn, rất là đẹp. Đây là sân chơi trước mặt Bác Hồ. Thanh thiếu nhi chơi rất là đông các bạn, rất là vui. Kho quán bò kho niêu ong cánh, niêu ong cánh hả? Bên đây có lầu. Bò kho niêu. Bánh mì ăn thoải mái, ăn một cần
xé bánh mì luôn. Và nghe nói ở phía trước màn hình các bạn, chỗ mấy cái sáng sáng đó có mấy cái máy cao cao đó, có cái hội chợ. Thì đặc biệt ở đây là hội chợ, ở đây có rất là nhiều trò chơi mà vui mà lạ mà mình chưa thấy các bạn. Nghe nói thôi, chút xíu mình sẽ vào hội chợ mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Bởi vì những trò chơi hội chợ của mỗi cái hội chợ nó đều khác nhau. Giờ mình sẽ đi qua hội chợ, mình gửi xe và mình vô mình chơi đây. Đuổi mang lên. Xe ăn qua đuổi xe mất lũ xuống thì sao? Đây là chơi cờ tướng các bạn. Nhưng mà thử là sau hai bên đó, thì chúng tôi thấy là như vậy gì? Một bên tấn công quân phòng thủ đều rất là chặt chẽ, đều có những hướng đi rất là hợp lý. Và nếu đến thời điểm này cả hai bên đều không phạm một cái sai lầm nào. Chỉ có điều là như tôi nói là bên đỏ đó không khai thác được cái lợi thế đi trước của mình thôi. Và cũng phải nói là bên hậu là một đội quân viên có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó, và anh chọn những cái đối phó rất là hợp lý. À, nếu bắn đấu này kết quả hòa đó thì sẽ đổi rồi luôn. Thì lúc đó anh Mai Xuân Hoàng sẽ cầm cờ đỏ phía trước và anh có 6 phút. Trong khi bên đổi rồi luôn thì anh Thuận cầm cờ xanh, chỉ có 4 phút thôi. Và nếu mà hòa thì bên đi hậu anh. Thì đó là cái quy định, cái điều lệ của cái giải đấu này. Thì theo chúng tôi cái khả năng bắn đấu này hòa cũng khá lớn, mặc dù lực lượng còn hơi bị nhiều. Từ giờ theo chúng tôi đánh giá tới đến thời điểm này không ai dám mạo hiểm hết, người nào cũng phải củng cố phải thủ thôi. Bây giờ hở ra là có thể bị đối phương tấn công là rất là nguy hiểm. Ở bên bên đỏ thì được con cái là cái thế trận chặt chẽ, chưa có cơ hội nào, nhưng lại cái binh chủng không được linh hoạt bằng. Bởi vì lấy gì đó là tới hai xe hai mã thì cái độ cơ động của linh hoạt của hai đây xe là giải đấu cờ tướng nha các bạn, mình chỉ quay tí xíu thôi. Nhưng mà được cái là bên ôi chắc đường trên đó quá trời đường luôn kìa. Mình vô đây ngồi uống nước mới thấy thèm, uống gì nữa nè. Rồi sân khấu lô tô ở dưới này nhảy nước xong rồi, lại. Giờ lại quay mấy trò chơi cho các bạn xem nha. Trò chơi đầu tiên là phóng phi tiêu bong bóng. Thì tiêu bong bóng chúng mấy gấu như nước ngọt. Thank you.
không có quà cho con ngủ không có quà. Mày C2 bánh. Có những chỗ không có quà. Chúng rồi đó, chúng giấy lộn rồi.
trúng quá mà giờ chờ quá trời luôn rồi. Đó, bỏ trong cái bóp của khóa xe phi tiêu là bóp phi tiêu may mắn được giải ba phần quà dùm này thế rồi. Xin mời các giờ chúng ta đầu tư ủng hộ ghé vui trong nhà dế của anh. Cái nào này chọi lon hai gian hàng này cũng chơi với chọi lon này. Với những tàu vé có nhớ thì tất cả các nhân viên của chúng tôi truyền lại tận tay các chúng ta. Chúng tôi tham gia các dụng hồi dụng chân gian khán giả này có trong tầm các vé chưa số. Tiêu với chọi lon, ít là người chơi quá, ở đây là chọi gì bỏ vô số. Phần quà và đặc biệt các giờ tham mến, các vị chúng ta tích lũy qua từng dòng lời với những tầm vé khuyến mãi để cuối chương trình đêm nay chúng ta cùng đón nhận với 10 phần quà hoàn toàn miễn phí tặng không biết không cho bà con chúng ta. Và phần 2 là phần đặc biệt chương trình đặc biệt tại trung tâm sân khấu nhạc Quỳnh Anh đêm nay. Chúng ta gặp gỡ qua ảo thuật gia Thanh Tâm sẽ làm khán giả chúng ta hài lòng với chương trình ca nhạc đêm nay. Đến các bây giờ xin mời khán giả có vé giờ số dòng là mới. Có cái bên kia sao mà chờ trời ngày lần ta ướng ta từ nhà lên đến cương từ giá lên được mưa gió đấy như tấm thân bọn đeo tấm bọn nói rồi cả sân lòng bài đa chi cho đó gì từng phân lên nơi đây tình đúng ta mấy này có ai bên chỗ này có ai hai con cái gì số 2 và 29 rồi hãy xin mời bà con chúng ta gặp vô con số 2 và con số 29 thì cái trong kia tầm cái vé hai số không được cái giữ tầm phải từ đâu có tiền nha số 2 và 29 còn số 2 29 còn số 2 29 số 2 29 rồi số 2 và 29 có gì còn số 2 29 rồi mới hai con thôi bà con ơi ủng hộ với bà con kìa có gì số 2 và 29 con số 22 19 tuổi thì là con số 10 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 số 2 số 10 và 29 mua vé thì gặp sao mua hai vé rồi kim số tiếng khán giả xin mời khán giả có vé giờ số năm thì ra 14 năm 14 năm 14 năm 14 năm 14 năm 14 năm 14 số thì ra 15 năm 15 năm 15 năm 15 năm 15 10 thì ra con 15 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 số thì ra con số 4 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 còn số tôi còn số bốn số thì ra con bốn thì ra con 41 là tấm vé giờ kinh nó có mấy con là kinh và con số 41 đã có một chủ nhân đọc giải rồi xin mời chủ nhân đọc giải mình đem vé lên trên nhập cho Hương Giang nhanh nha rồi để có Hương Giang kiểm tra tờ vé và vỗ vỏ băng luôn anh. Em đây đi con đây nè. Đồng
lại 409 cho cô Tuấn, cô ra cô số 41 có 155 có 2 số 10 có 3 và số 4 và hạt lựu số 4 số 10 41 và 55. Quá trời lô tô bữa nay đông quá trời đông luôn. Rầy, kính thưa quý vị thân mến, rầy dòng loài vừa qua đã không còn giá trị nữa, đã có một chủ nhân may mắn đoạt giải. Rồi hướng xin mời bà con chúng ta quỷ bỏ tàu hé chia tay của mình để tiếp tục thay cho tham dự dòng loài mới và dòng loài mới. Còn một vé ghé cạnh vé đồ vé chừa đâu thấy bà con ơi, bà con ơi ý nhột á nhột. Số gì đâu. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Ý nhộn á nhộn. Con số 1. Con số 1. Con số 7. Mới hai con. Số 1, số 7 bà con ơi. Mới hai con. Tham gia tham dự dẫn những con kịp. Alo. Con ngày mai chúng tôi sẽ tăng cường bàn ghế riêng bà con. Có 400 mấy chục cái ghế là không đủ rồi, ngày mai tăng cường thêm vài trăm cái ghế nữa cho bà con nha. Rồi. Rồi mấy đứa vô lẹ lẹ đi. Rồi nhân viên nào mình Hỗ trợ mình đi vào. Còn vé một hai vé đó bán cho ớt để em chơi. Nhanh chóng ghi số này cho các chị giờ số với nha. Dạ anh chị cô bác mình cũng nhớ sau kinh nhật cho hơn là con số 44 dòng loại 413. Rồi đã có một chủ nhân may mắn đoạt giải rồi bà con. Rồi hướng dẫn xin mời bà con chúng ta bên ngoài không tưởng tượng hay là một thoáng nghi ngờ. Rồi chúng ta có quyền cho chúng ta tờ vé có gì. Nãy đi anh ơi, anh lấy xuống cho em luôn anh. Dạ đừng tạo tôi, chào tạo một sự công bằng đấy dễ chơi. Rồi nhiều khi khán giả bên dưới hội trong người đất xuống mà không lấy hàng. Cũng đợi nghiệp bên em khó giải thích quá chị. Nói vậy gì thì biết chịu cũng là khó nói á. Để anh đi chơi đi. Rồi dịp rồi vừa qua đã không còn cái tiền nữa. Rồi hướng dẫn xin chào bà con chúng ta hủy bỏ tàu vé. Chơi lô tô hoài mà không có kinh gì hết, tốn tiền quá. Thôi về các bạn ơi, tối rồi mình về đây, mình lấy xe về các bạn.